Dạ Dân xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Như quý vị đã biết thì vừa qua thầy Minh Đạo đã trở về tu viện gặp quý Phật tử gần xa và thuyết pháp cũng như là trao những phần lộc vào lễ Vu Lan vừa qua. Đồng thời thì thầy cũng đã gửi đơn lên Giáo hội Phật giáo xin gửi trở lại y bát để trở về với cuộc sống của một cư sĩ. Trong buổi lễ Vu Lan thì thầy cũng chia sẻ là thầy sẽ ẩn tu 3 năm và mỗi năm sẽ về thăm Phật tử một lần vào mùa Vu Lan nha quý vị. Theo thông tin mà em biết được thì sư Minh Định, đại đệ tử của thầy Minh Đạo sẽ được giao trọng trách thay thầy tiếp quản tu viện Minh Đạo trong thời gian sắp tới. Trước đây thì sư Minh Định đã được thầy Minh Đạo gửi đi du học nước ngoài trong vòng 7 năm. Do biến cố vừa qua nên sư đã trở về với tu viện cùng với sư Minh Hưng và sư Minh Tịnh để thay thầy Minh Đạo quán xuyến tất cả mọi việc tại tu viện được một cách tốt nhất. Thì hồ sơ thì em nghe nói đã nộp lên từ đợt tháng 6 vừa rồi và hy vọng là tháng 9 này sẽ được thông qua. Dù là ai đi nữa thì cũng mong trụ trì mới của tu viện sẽ tiếp tục những công việc tốt đẹp mà thầy Minh Đạo đã làm trong hơn 30 năm qua để không phụ lòng thương mến của quý Phật tử tứ phương. Khi nào có thông tin mới nhất thì em sẽ cập nhật sớm hơn cho quý vị. Quý vị vui lòng đăng ký kênh ha, để nhận được những thông tin mới nhất về tu viện nhà Minh Đạo từ em. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả hãy xem những hình ảnh mới nhất về sư Minh Định trong những ngày vừa qua. Dạ, sư Minh Định cũng chính là trưởng ban tổ chức đại lễ Vu Lan tại tu viện Minh Đạo. Xin đa đầu cung thỉnh sư Minh Định sẽ ban bố cho chúng con về ý nghĩa của những chiếc đèn hoa đăng và nghi thức phóng đăng trong buổi tối ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Địa Tạng Đức, kính thưa quý Việt Nam đến lễ Phật tử. Ngọn đèn hoa đăng thắp lên với ý nghĩa là cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu nguyện cho âm siêu dân thái. Có một cái câu chuyện nhỏ liên quan đến tu viện Minh Đạo là cách đây khoảng một thời gian thì có chú nhạc sĩ hay về chùa Công Quả, chú cũng rất là có tâm, chú đó là chú Hiếu. Thì sau khi chú cũng mất thì người thân của chú đã thắp tâm hàng ngày 49 của chú để thắp lên một cái ngọn đèn, thắp lên 49 ngọn đèn hoa đăng nhờ sư phụ Minh Đạo và thả đèn hoa đăng để cầu nguyện cho hương linh của chú Hiếu được vãng sanh.
Thì rất là may mắn là gần tu viện Minh Đạo có một cái khuôn viên của sư cô Ngọc Nhung. Cái khuôn viên này là của sư cô. Sư cô đã hoan hỷ cho phép chùa mình đã hoa đăng trong một thời gian dài. Thì hôm nay trong một cái mùa vu lan đặc biệt thì được sự hoan hỷ của sư cô, thì một lần nữa tu viện Minh Đạo cũng như là Phật tử khắp nơi trở về để tham dự lễ vu lan, thả một cái ngọn hoa đăng để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cửu hiền thất tổ được nhờ cái năng lượng bình an này mà phát sanh về cảnh giới an lành, cha mẹ hiện tiền vãng sanh về Tây Phương Tịnh, cha mẹ hiện tiền thì được tăng long phước thọ. Thì trong một cái bài giảng Hòa Thượng Nhất Hạnh đã từng nói là có bài giảng là người thân tôi mất bây giờ ở đâu, thì Hòa Thượng giải thích rất cặn kẽ rằng là muốn biết người thân của mình mất bây giờ ở đâu thì hãy xem người sống như thế nào. Nếu mà người sống bình an vững chãi hạnh phúc thì người mất cũng bình an hạnh phúc bên kia thế giới. Quy tắc của nó là âm siêu và dương thái, có nghĩa là cái cảnh giới mà mình đang sống bình an thì ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình cũng sẽ được siêu thoát. Hôm nay trong cái ngày lễ hoa đăng này, chúng ta cùng nhau kinh hành niệm Phật, giữ được lòng mình bình đẳng nhất, giữ lòng mình bình an nhất để cầu nguyện cho cửu hiền thất tổ cũng như là cha mẹ hiện tiền. Giờ phút này không cần biết chúng ta đến từ đâu, không cần biết chúng ta là ai, thì chúng ta chỉ cần giữ một cái niệm bình an, giữ cái tâm bình an để rải tâm từ, để hồi hướng cho những người thân của mình dù đã mất hay là còn sống hiện tại. Thì chỉ cần mình bình an thôi thì thế giới sẽ bình. Chỉ cần mình bình an thôi thì cửu huyền, ông bà, cha mẹ, đều đầy nhận thức cũng siêu sanh tịnh độ. Ngọn đèn tượng trưng cho còn tượng trưng cho trí tuệ. Khi mà chúng ta thắp cho nhau cái ngọn đèn thì chúng ta cần thắp sáng lên cái trí tuệ, thắp sáng lên cái chánh niệm trí tuệ để chúng ta vững chãi bình an trong cuộc đời này. Hôm nay trong cái khuôn khổ này thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian, thì giải thích sơ lược cho Phật tử và mọi người về cái lễ hoa đăng tại tu viện Minh Đạo như vậy. Thì sau khi chúng ta cùng nhau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài bờ hồ và chúng ta đặt cái đèn xuống dưới lòng hồ một cách chánh niệm, một cách bình an, tuyệt đối không chen lấn xô đẩy. Đặc biệt là chúng ta phải giữ được cái trật tự, giữ được cái bình an, đừng có vội. Tại vì hễ mà mình vội á, mình hấp tấp thì cái bờ hồ nó rất là nguy hiểm, nó dễ có những sự cố ngoài ý muốn. Mà chúng ta đông người như vậy thì rất là khó kiểm soát, do đó mà chúng ta cần nâng cao ý thức cùng nhau thả một cái ngọn đèn bình an nhất, thả một cái ngọn đèn ý nghĩa nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơn người khai mở huệ tâm, muôn đời ghi nhớ thầm thâm lý này. Linh sơn tỏa rạng trao tay, tàu khe lưu chuyện tháng ngày còn lưu. Chúng con xin niệm ơn quý ngài đã ban bố cho chúng con những lời vàng ngọc. Vào giờ này một lần nữa chúng con xin được cung thỉnh quý ngài sẽ kinh hành về khu vực thả hoa đăng. Quý Phật tử, chúng ta một lần nữa hãy bưng cao ánh đèn của mình lên
mà những yêu thương, những sự trân quý nhất sẽ cùng theo quý thầy trở về khu vực thả hoa đăng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật Chư Tôn Đức, kính thưa các cô chú, anh chị, nghệ sĩ, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay là cái mùa Vu Lan cũng rất là đặc biệt. Lần đầu tiên tu viện Minh Đạo được tổ chức hoành tráng như vậy, mà có được một cái đoàn nghệ cải lương Phật giáo Thanh Nga nổi tiếng của Việt Nam trở về để tác mừng đại lễ Vu Lan. Bản thân quý sư và toàn Phật thể Phật tử tại tu viện Minh Đạo rất là xúc động, rất là hạnh phúc khi đoàn nghệ sĩ cải lương Phật giáo đến hát như vậy. Thì không biết nói gì hơn, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các cô chú, anh chị, nghệ sĩ đã lặn lội xa xôi trở về đây để đem lời ca tiếng hát mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất, và xin gửi cái tất cả những cái bình an, những cái hạnh phúc mà tại trong đạo tràng hôm nay có được gửi đến đoàn nghệ sĩ cải lương Phật giáo Thanh Nga. Dạ. Bây giờ đến lượt sư định, sư định sẽ đứng đây để coi như là điều hành buổi lễ trong thời gian sư Minh Đạo nghỉ. Quý Phật tử chúng ta hoan hỷ, bây giờ sư phụ đã về thất để nghỉ ngơi. 9 giờ sư phụ sẽ ra gặp lại mọi người, cho nên là mọi người hoan hỷ đừng có di chuyển về bên thất, để cho cái không gian được yên tĩnh hơn, cho sư phụ được nghỉ ngơi. Và hiện tại ở hội trường, ở sân khấu chính sẽ có chương trình văn nghệ do các anh chị em nghệ sĩ thể hiện được cúng dường lên cái cách. Cho nên là rất là mong quý vị chúng ta từ từ ở khu vực sân khấu, đừng có tập trung nhiều về bên khu vực thất của thầy A Di Đà Phật.